Xin chào, ngày 6 của hành trình 7 ngày lột xác, đọc sách thần tốc. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là bán hàng qua điện thoại, chốt sale qua điện thoại. Bạn cần phải tạo ra một cái bài viết để dạy cho người khác cách chốt sale trên điện thoại. Và nếu bạn có trải nghiệm cá nhân của bạn vào trong này nữa thì tuyệt vời vô cùng. Và tài liệu dành cho bạn đó là cuốn sách Tuyệt chiêu chốt sale qua điện thoại, đúng không nhỉ? À, cuốn sách 30 ngày trở thành một thầy bán hàng qua điện thoại, xin lỗi. Bạn có thể ra hiệu sách để tìm thêm những cuốn sách về bán hàng qua điện thoại. Bạn có thể là lên mạng, không cần ra hiệu sách, lên mạng cũng được. Thì bạn hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều cái bí kíp bán hàng qua điện thoại. Nguồn là từ sách, nguồn là trên internet, cộng với cái trải nghiệm cá nhân bạn liên quan đến nó nữa. Thậm chí cái trải nghiệm của bạn liên quan đến sự thất bại về nó cũng được. Hoặc là cái trải nghiệm của bạn liên quan đến quá trình quan sát người khác. Trải nghiệm từ quá trình quan sát người khác bán hàng qua điện thoại cũng được, không sao cả. Miễn là phải có cái tính chất riêng của bạn trong đấy, có cái tôi của bạn được hiện diện trong đấy thì bài viết nó mới hay được. Viết một bài chia sẻ cho những người đang kinh doanh online biết cách để tăng doanh số, để chốt sale mạnh mẽ hơn trên điện thoại. Và nhớ bố cục bao giờ cũng phải gồm có 5 phần. 1. Đó là phần tiêu đề. 2. Đó phần lời dẫn. 3. Là phần nội dung chính. Nội dung chính nhớ trình bày dưới dạng quy trình hoặc checklist và có trải nghiệm cá nhân của bạn ở trong đấy. 4. Đó là phần lời viết truyền cảm hứng, đoạn văn truyền cảm hứng ấy. Và 5. Đó là kêu gọi hành động. Bây giờ thầy Dự sẽ đọc một cái bài của học trò thầy Dự nha, bạn Lê Thị Lục đi. Làm thế nào để chốt sale khách lạ thành công trên điện thoại? Được, tiêu đề hay. Bản thân tôi đã có trải nghiệm chốt sale thành công từ một khách lạ, nên tôi nghĩ rằng cái trải nghiệm này sẽ giúp cho các bạn và giúp bạn có thể áp dụng nó cho bản thân mình một cách vô cùng triệt để. Và kịch bản mà tôi đã dùng như sau. Đấy, tức là chị ấy sử dụng trải nghiệm cá nhân của mình. Cái tiêu đề này hoàn toàn có thể thay vào một cái tiêu đề khác, đó là gì ạ? Tôi đã chốt một cái khách lạ trên điện thoại như thế nào? Đấy. Kịch bản tôi đã dùng như sau. Bước 1 là tôi giới thiệu bản thân mình. Chào chị X, em là Lục đang phân phối chấm chấm chấm. Tức là bạn ấy chỉ luôn cái chi tiết mà bạn ấy dùng như nào. Các bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 5, bước 6, bước 7. Viết theo dạng quy trình, rất dễ đọc và rất dễ áp dụng. Ok. Tôi đã thành công với phương pháp này và tôi tin rằng bạn cũng sẽ thành công với nó. Thì bạn lại phải truyền cảm hứng tiếp. Cái đoạn này phải bổ sung thêm một đoạn truyền cảm hứng. Cái bước số 4 là truyền cảm hứng ấy. Truyền cảm hứng liên quan đến bán hàng qua điện thoại thì chúng ta nghĩ như nào nhỉ? Là ai đó cứ nghĩ rằng là phải rất là mất công thì mới có thể tìm ra những chiến lược hay để tăng doanh số. Cứ phải là đi học, cũng phải mua sách về mới tăng doanh số được. Mà không hề biết rằng là xung quanh mình đã có sẵn những cái tài nguyên rất là tuyệt vời rồi. Chỉ cần sử dụng triệt để nó thôi là đã tăng doanh số. Cái điện thoại của bạn nó có thể trở thành một cái tiêu sản nếu như bạn không biết cách để kiếm ra tiền. Nhưng bây giờ điện thoại của bạn hoàn toàn có thể trở thành vũ khí kiếm tiền nếu như bạn biết nhấc máy lên và biết chốt sale mạnh mẽ hơn trên điện thoại. Và lời thách thức của tôi đối với các bạn đó là trong ngày hôm nay hãy sử dụng một trong những cái bước hoặc là một trong những cái tuyệt chiêu phía trên để có thể gọi điện, để có thể chốt sale. Và ai đó mà có cái thành quả gì đó liên quan đến việc áp dụng một trong những điều tôi chia sẻ ở phía trên thì comment xuống thì tôi sẽ tặng bạn một món quà. Một món quà đặc biệt tôi muốn tặng cho các bạn là đấy, ví dụ như một bộ tài liệu gì đấy hoặc là một cái bộ sản phẩm gì đấy. Ví dụ một sản phẩm gì đấy. Đấy, thì bạn phải kêu hành động mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Có quà tặng. Trong trường hợp là không phải người ta nhận thách thức nhá, mà người ta hoàn thành thách thức. Rồi. Và tiếp theo nữa, hãy đưa thêm một lời kêu gọi hành động nữa là cho người ta một cái lời hứa. Đó là ngày mai mình sẽ chia sẻ thêm một cái chủ đề gì đó. Viết sẵn cái chủ đề ra. Và nếu như ai thấy thích cái cách chia sẻ này của mình thì comment xuống dưới. Thì mai khi mình chia sẻ thì mình sẽ báo cho họ. Thì mai mình viết đấy thì mình chỉ cần quay trở lại bài cũ này, mình nói rằng gì ạ? Là chị đã viết bài này rồi đấy, là ra từng cá nhân của chị xem ngay đi. Thế là người ta sẽ vào, người ta sẽ mầm mầm mà. Dễ không? Dễ ạ? Hãy comment xuống cái đường link mà bạn viết trên Facebook để thầy dự chữa nhá. Comment ở trên YouTube này này, nộp bài luôn ở phần bình luận YouTube nhá, chứ không phải nộp bên group Facebook đâu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như bạn nào đang xem video này mà chưa có bộ sách của thầy dự, chưa được học phương pháp đọc sách thần tốc, chưa được kèm, tất cả quyền lợi đó sẽ có nếu như bạn may mắn có được bộ sách của thầy dự rồi. Comment xuống dưới là em muốn mua một bộ hay là bao nhiêu bộ đó, để lại số điện thoại thì thầy dự sẽ cho trợ lý liên hệ với các bạn nhá. Bye bye và hẹn gặp lại vào ngày 7. Take a body's high.